dàn đại rất đẹp, dàn sáu thớt Panasonic vừa mới bọc ra, mới cắm điện lên, điện nhân ngay, bộ này quá đẹp như mới, chưa đâu loa. Test tạm thanh và test tạm lên để cho anh em nhìn hình nữa. Bộ này quá đẹp, chụp chân rất là ngon, mở ra loa ra mọi cái đẹp xuất sắc, từ hệ càng luôn, hệ càng chữ nghĩa rất là đẹp, bộ này quá đẹp rồi. Anh em thông cảm, chưa đấu loa này chật quá, đấu to với nhiều, anh em nhìn hình đây nha, bộ này sáu thớt anh em nha, sáu thớt rồi, giặc áo về hết. Đây, bao nhiêu điện đằng sau rất là đẹp. Có lẽ đặc biệt là loa dàn, nhưng mà đánh kiểu đánh điều ấy, tức là cầu trên cầu dưới, dưới là chậm, trên là trung cao. Đây, công suất đây. Đây, nhật xịn luôn. Loa rất đẹp, đẹp xuất sắc. Đây, như mới, nhụy vàng còn rất đẹp. Sau đây chi tiết các thợ này, đây là thợ CD, đây là thợ thất lai chạy là trang trí gì đây, rất là nhiều cái để xoay này. Đây là thợ tuner này, đây là thợ equalizer, hai cửa đèn hai bên đèn led sáng quắc rất đẹp. Đây là thợ đồng đi này, chỉnh đèn. Đây rất đẹp, rất đẹp, êm ru. Đây, trước bên này, đây rất đẹp. Bộ này rất cao to. Đây, xếp vào đây xem nó khoảng bao nhiêu phân. 1, 2, 3, 4, 5 phân. Bộ này bề ngang nó khoảng 1 mét. Chiều cao là 1, 2, 3 găng tay, bề ngang khoảng 60 phân, đẹp xuất sắc. Tất cả các thớt đều rất đẹp, cùng series luôn, tất cả cùng series rất đẹp, hiếm, mặt sẽ mới tốt rồi, nhận rất tốt, nhận nhanh. Đây đi đây, quá đẹp luôn. Bộ này mà bay thì hết đi. Đây, đây luôn rất đẹp. Equalizer này là equalizer đơ kép, đèn led thì rất sáng, anh em nhìn sáng trưng. Các tớt còn bóng bay rất đẹp. Nách nha. Đằng sau vừa bọc ra vẫn nguyên sộp, mà chưa đấu dây được. Mai anh em nó qua đấu dây đèn vào lấy.